Hảo Hảo sẽ chia hương vị yêu thương. Xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Doanh Trại Lớn Khôn. Chương trình được sự đồng hành của nhãn hàng Hảo Hảo, một sản phẩm thuộc công ty cổ phần Ace Cook Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, khép lại hành trình ở Cần Giờ, ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau và để tiếp tục theo dõi hành trình tiếp theo của các bé là như thế nào. Đến với hành trình tiếp theo, Ngọc Lan xin được mời quý vị và các bạn gặp gỡ bốn vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Xin được chào mừng trở lại ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân. Dạ, Phạm Đình Thái Ngân xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Vị khách mời mới toanh của chương trình đó là ca sĩ Will. À, lời đầu tiên Will xin chào các khán giả của chương trình, chào tất cả các anh chị em nghệ sĩ ở đây. Will thì cũng đã thuộc hàng U3 trở lên rồi. Xem đây mình biết được tâm lý của các bé như thế nào, để sau này mình biết cách chăm sóc và hiểu tâm lý con mình. Tính ra là em là người có tầm nhìn đó. Em nhìn xa lắm chị. Em nhìn xa tới mức em thấy trong chương trình này nè, có một bạn nữ cũng rất nhỏ tuổi tham gia. Phải không? Mới 13, 14 tuổi thôi. Bạn nào? Ủa, nói mà em ngại luôn á, không dám nhận luôn á. Xin chào cả nhà, ngày hôm nay là lần thứ hai Lê Lộc quay lại với Doanh Trại Lớn Khôn rồi. Không có rồi, Doanh Trại Lớn Khôn, không có Lớn Khôn rồi, là lần thứ hai quay trở lại đây rồi. Dạ. Và tại vì giống như lần trước là Lê Lộc có xin xỏ ban tổ chức là cho thêm ngồi số sao nữa, bởi vì có sự xuất hiện đặc biệt của con của chị Ngọc Lan. Nói chung là con chị nó cũng là một ẩn số trong gia đình của chị. Dạ. Chị không biết nó có trở thành ẩn số của chương trình hay không. Bây giờ chúng ta hãy chào đón. Xin chào chị MC Ngọc Lan. Ôi, em là winner đến từ nhóm B336. Quên. Chị Lan ngồi cố ngoại luôn á. Bây giờ thì chúng ta hãy theo dõi chương trình, hãy xem những hình ảnh của các bạn khi mà đón chào một cái hành trình mới nó như thế nào nha. Một hành trình mới lại bắt đầu. Ngày hôm nay các bạn đến khá sớm và rất háo hức chuẩn bị cho chuyến đi. Kỳ, có chuyện gì hả? Chị tới trễ đúng không? Các em đứng quay với chị nè. Hôm nay mang giày của mẹ. Tối ngon ngủ có ngon không? Em với mối là dậy sớm nhất. Ghê vậy, ai bạn nào tới đây sớm nhất? Bây giờ chị có một nhiệm vụ rất là quan trọng cho các em. Phòng chiếu phim có ẩn chứa 20 mảnh ghép hình ảnh của khách mời trong hành trình lần này. Hãy tìm và ghép lại thành bức tranh hoàn chỉnh để biết khách mời là ai. Riêng bạn nào tìm được mảnh ghép nhiều nhất sẽ được một phần thưởng đặc biệt khi đến Doanh Trại. Và nhiệm vụ đầu tiên của các bạn nhỏ là đi tìm những thông tin của khách mời đặc biệt. Chui xuống mà lấy ông ơi. Một cái nè. Chu. Anh mọi người, tôi còn có một cái nè. Ủa, hay vậy? Tôi còn có một cái nè. Ủa. Ê. Ủa. Âm nhạc gì đây này đi. Ê là gió đi lắc. Người này đi chơi. Người này đi chơi cái cậu ơi. Ấy cái gì nè. À, một cái nữa nè. Trai hả? Trai. Lam ơi, một người mẹ. Hello. Một người mẹ gì đấy trời ơi. Đủ chưa? 16 nè. 17. 18. Trong lúc các anh chị mãi mê tìm những mật thư, có một người vẫn lặng lẽ làm công việc của mình. Còn hai cái nữa. Gói lên anh.
Xem ra tinh thần giữ gìn vệ sinh của Moon rất cao. Và anh Will hôm nay cũng ra dáng một người anh rồi. Lan. Tên nhớ cô đó tên là Lan. Tôi biết thằng nhóc này là ai rồi đó. Không biết thằng nhóc này là ai. Lan nói gì mà biết ai. Thì tôi biết đó là. Những mảnh ghép đã được ghép xong và vị khách mời đã xuất hiện. Trời ơi. Đây là Louis, 4 tuổi và là con trai của mẹ Ngọc Lan. Tất cả mọi người đều bị choáng ngợp trước sự xuất hiện đầy ấn tượng của thành viên mới, đặc biệt là cô nàng Moon. Chết rồi. Trời ơi, nàng đi qua lối đó. Chỉ có điều quyết không hé nửa lời. Trời ơi, em ơi giới thiệu cái mồm trời. Em biết tuổi. Moon ơi, Moon lại làm quen với bạn nè. Rồi. Này đẹp trai. Này em trai em gái tao không biết. Ngầu lòi vậy em gái gì? Chị có một bức thư của cô Ngọc Lan gửi đến tất cả các em. Bây giờ chị sẽ đọc cho các em nghe nha. Biết đọc không? Chào các con. Cô là Ngọc Lan, mẹ của em Louis. Louis là tên tiếng Anh của con đó. Cô ơi, cô đã xem hết các chuyến đi của các con và nhìn thấy các con trưởng thành qua mỗi hành trình. Hôm nay cô cho em Louis tham gia cùng các con để em cũng trải nghiệm lớn khôn. Cô muốn nhờ các con chăm sóc em trong suốt 2 ngày tới. Đặc biệt là Will, con hãy là anh trai của Louis trong 2 ngày tới nhé. Làm anh khó lắm, nhưng cô tin là Will làm được. Em Louis đã có thể tự ăn, tự chơi, nhưng em chưa tự ngủ được, cũng chưa ngủ một mình bao giờ. Will và các anh chị hãy giúp cô chăm sóc em nhé. Yêu thương các con, cô Ngọc Lan. Yeah. Rồi, Will có nghe thấy trong bức thư nói gì chưa? Dạ, con sẽ chăm sóc em. Đúng rồi, chính xác, giỏi quá đi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu một hành trình của dân trẻ lớn khôn mới. Được sự gửi gắm của cô Ngọc Lan, Will đã chính thức trở thành anh trai. Và bài học đầu tiên khi làm anh là... Say hi. À, chị phát hiện rồi. Hình như Louis với lại Will có một điểm chung với nhau. Là rất thích đúng không? À, đúng rồi. Ra thì nói một chút xíu về tính cách của Louis, nhà của chị. Đó là bạn này thì do là chị rất là muốn cho bạn có một cái sự tự phát triển, một cái sự độc lập. Tuy nhiên rằng là đến cái giai đoạn mà khi mà, tức là lúc nhỏ thì Louis rất là thân thiện với mọi người, gặp ai cũng nhào tới ôm, ai kêu đi kiếm mẹ không là đi liền. Cho nên là chị bị sợ. Và chị thấy con mình nó thân thiện quá, cái chị cũng bị sợ. Chị nói là mai mốt là con đi đâu là con cũng phải nhìn thấy mẹ, phải nắm tay mẹ. Khi mà con gặp người lạ là con không được tới gần. Thì đâm ra là các bạn bị một cái sự dè chừng khi mà tiếp xúc với mọi người. Khi ở cái giai đoạn đầu thì ở đây cũng vậy, khi mà gặp các anh các chị cũng thấy là bạn có cái biểu hiện đó. Thì đó là chị cũng không biết là mình đang làm đúng hay là làm sai. Nhưng mà cơ bản là khi mà bạn tiếp xúc với người lạ thì bạn rất là dè chừng, nhưng mà sau đó rồi lại là bung nóc. Không biết cái hành trình này có bung nóc được hay không. Thôi thì bây giờ chúng ta hãy theo dõi tiếp hành trình của các bạn là như thế nào nha.
Giờ thì lên đường chuẩn bị cho một hành trình lớn khôn tiếp thôi nào các bạn nhỏ ơi. Điểm đến tiếp theo là một bí mật và các bạn phải đoán ra thông qua trò chơi của chị Việt Thi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một trò chơi. Chương trình sẽ cung cấp kinh phí cho gia đình 7 người sống trong vòng 2 ngày. Hãy đến một khu chợ để mua sắm những vật dụng, nguyên liệu cần thiết. Để nhận được kinh phí, phải đoán đúng địa điểm doanh trại lần này. Có 3 gợi ý, đoán càng lâu kinh phí càng giảm. Các em hiểu được luật chơi này chưa? Rồi, chị sẽ dơ những cái gợi ý lên. Mỗi gợi ý sẽ có được 15 giây. 15 giây đầu tiên các em sẽ là nhận được phong bì lớn nhất. Sau 15 giây thì các em sẽ nhận được phong bì này. Còn nếu như mà sau 1 phút thì các em sẽ không có một đồng nào luôn. Gợi ý đầu tiên, bắt đầu. À, kẹo dừa. À, tôi biết rồi. Bánh cuốn, bánh cuốn. Dừa. Tiếp theo. Dừa. Đây là quả dừa. Quả dừa. Ô, kẹo dừa. Quả dừa. À, bánh xe, bánh xe. Đây là bột. Đây là bột. Bánh xe. Bánh xe. Bánh xe. Bánh xe. Anh Trung không biết giải thích sao nhưng mà biết là cái bến. Còn cái kia là tre. Rồi, chốt đáp án. 1, 2, 3. Bánh xe. Trong 30 giây đầu tiên các em hoàn toàn không đoán được. Khi mà chị cho hai hình này thì các em chưa đoán được nó là gì. Và khi đến hình này thì các em mới đoán được là bến tre. Thì nghĩa là sau 30 giây các em mới đoán được thì các em sẽ nhận được phong bì nhỏ. Bạn nào sẽ đại diện nhận phong bì này đây? Ok, chị đưa cho bạn Will nha. 100, 200 ngàn. 200 ngàn. Rồi, tiếp theo á là các em sẽ đến một khu chợ để mua sắm những nguyên liệu vật dụng cần thiết trong 2 ngày tiếp theo. Cho bố là người đi chợ, con gái là người đi chợ. Tất cả các bạn đều phải đi luôn. No, con ghét đi chợ. Ghét đi chợ. Thứ nhất là nóng, thứ hai là không đi bộ, thứ ba là mình muốn ăn nhưng mà mình không đi. Trời ơi. Thì có đi chợ mới có ăn. Ok, và bây giờ chúng ta đã đến Bến Tre rồi. Hiện tại chúng ta đang đứng trước chợ Thành Triệu. Và bây giờ nhiệm vụ của các em chính là sẽ sử dụng số tiền lúc nãy mà các em đã nhận được và sẽ đi mua những nguyên liệu mà các em nghĩ là trong 2 ngày tiếp theo mà chúng ta cần thiết. Nhiệm vụ đầu tiên tại đây là đi chợ với số tiền 200 ngàn để xem các bạn nhỏ sẽ sử dụng như thế nào với số tiền đấy đây. Bây giờ chia nhóm chị đi nào. Việc phân chia nhiệm vụ rất rõ ràng. Lần đầu đi chợ nên việc tính toán phải thật cẩn thận. Ok. Fine. Mua gạo. Và gạo tất nhiên là thứ thiết yếu đầu tiên cần phải mua đối với si trâm rồi. Ở đây nè, ở đây nè. Như ở đây nè. Dạ. Quay khoan, không. Dạ. Mấy chục cây. Đây nè, đây nè, đây nè. Ra 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 ra, quay quay quay. No, quay. Từ từ. Cơm khô. Hay là cơm khô nè. Này cơm mờ. Cái này cơm gì? Coi cô nếu coi cô nếu có 7 người thì bao nhiêu ký là vừa vậy cô? 2 ký. Buổi sáng, buổi trưa hôm nay và buổi sáng, buổi trưa ngày mai là 4 bữa. 4 bữa cho 7 người. Vậy là mình đủ rồi. Ê, lại... Chưa, thôi coi coi. Đang khá thắc mắc. Và đó là lý do tại sao chợ nó khó như thế. Cho 7 người ăn mà không mua cho 1 ngày hay là 2 ngày? À, ngày hôm nay với lại ngày mai. Ngày mai này nó hư rồi. À thôi thôi. À thôi, hay là hôm nay thôi. Tại là ngày mai còn ăn thứ khác nữa. Chỉ một người một bát gạo. Con thường thường ăn 2 hoặc 3 bát. 5 ký đi cô. Trời ơi. 5 ký luôn. Một bát gạo là 2 bát cơm. Tán của con bắt đầu sụt xuống rồi đó. Chứ còn giải tán lắm. Khoan. Em xíu nữa. Em xíu nữa thôi em. Cái gì mà ít dữ vậy? Nơi chứ. Trả tiền. 26. Ui. Em ơi nó hơi bị nặng luôn ấy. Ở coi Phan mua hôm nay trước cái đã rồi mua thịt, mua rau gì đi. Trong khi đó, Will và bố lại muốn nhanh gọn hơn với những gói mì Hảo Hảo tiện lợi. Gấu cho cô. Ôi, lại đây nào. Ôi, nó tươi rồi.
Ở tờ bán hảo hảo rẻ dữ lắm là 3.500 lắm. 3.500 một gói, lấy mấy gói? Mấy gói thật. Hôm trước nhớ là chị Việt Thuy làm nhiêu gói. Cái này hơi hỏi bão quá. Không, tôi nhớ là 5 cái. Không được, mua đi. 5 gói phải không? Dạ, vui lắm. 5 gói 17.000. Wow. Có 20 rồi mà nè. Hay còn có còn khăn giấy không? Không dùng cái laser đó chịu không? Buồn chi? Ôi bà, tôi đúng lắm khăn giấy. Đúng rồi, khăn giấy đó còn cái thứ còn thiết nữa. Mua ly để uống. Ở đây có bán lời vô cùng. Tiếp theo là mua rau, nhưng giờ đã là quá trưa, chợ đã tan tầm hết rồi. Đúng lúc này thì xì Trâm phát hiện ra. Bà ơi, sao con một ký luôn má đi? Lấy đi con. Lấy tự do hả? Mua chứ, nhưng mà không có sinh tố. Là gì vậy? Là lấy cái đó là để làm sinh tố. 20.000 hai ly. Đừng nói 30.000. Vậy thôi. Dạ, hai ly bà ơi. Lấy hai ly vô má. Chị có lấy rau má thôi, không có lấy cái đó. Chị có lấy rau má thôi. Bà bớt cho con xíu bà ơi. Bớt xíu thôi bà. Bớt xíu thôi. Bớt rau thêm xíu nữa. Xíu. Ok vậy cũng được. Lấy 10.000, bà lấy 10.000 thôi hả? Càng ngày càng nhiều tiền hơn. Ok, băng qua đường, băng qua đường. Bà. Rồi muốn nắm tay anh. Đây, đây nè. Dạ. Có một cái trứng gà. Trứng gà. Trứng gà nào? Dạ, gà Tây. Để xem coi mua bao nhiêu cá ta. Ngan mì hảo hảo. Liệu mì hảo hảo hôm nay có trứng không nhỉ? Hay là để dành trứng cho ngày mai để ăn cơm gạo. Khó quá. Hiện tại trong đoàn con là có 7 người. Bảy quả chứ không phải ăn người nửa quả. Phải mua 7 quả. Đưa ra cho bà xem bà nói được chưa. Đúng không? 7 quả không? Đủ không? 8 quả. Chắc anh ăn 2 quả. Hảo, 4 cái cho cơm. Ừ, cũng có lý. 8 quả đủ không? Tính ra anh thì Trâm là leader rất là tốt đúng không? Cái gì cũng có sự tính toán hết. Ôi dạ. Chết rồi. Ủa? Đi tiếp nữa nè, giúp anh phụ đồ nè. Ủa, có trong đó không? Toilet. Ông đi toilet nha. Ông tự đi vô nhà dân, ông xin đi toilet. Mà đi toilet tôi cầm bịch rau không theo chi vậy trời. Nhiều khi đi rửa rau không? Thử ngồi. Tôi rửa rau. Chú bà nhìn cô bà bao nhiêu tiền? 20. Anh này anh đã đưa tiền là anh mua đoán hết nè, không thừa luôn. Chưa mua cá nè. Đi, ơi xin lỗi quê nha. Có tiền rồi hả? Không, còn nhiêu? Còn hình như còn 21 á. À đâu, hình như còn 30. Anh mua được cái gì vậy? Anh mình mua... đang làm nhiệm vụ nha. Ở chứ, thì vụ ấy giúp đỡ tôi kèo chứ. Đó cũng là gì tôi thường làm. Sau hơn một tiếng mua sắm, các bạn nhỏ đã trở về với những vật dụng cần thiết. Trời ơi, đứa ăn cây kẹo vậy là hiểu rồi. Trời ơi, bánh kẹo không vậy? Mua được gạo với trứng hả? Bánh. Ủa, cảm ơn, dễ thương quá nhà, thank you. Cái này là mua quả. Vậy Vi Huy, ông xì Trâm không mua được thịt với lại là cá. Tại hết cá thịt rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Mình không có cá thịt luôn hả? Mình ăn gói. Ok, chuyến này mình phải ăn kiêng rồi. Công nhận chuyến này ăn kiêng rồi đó. Còn có rau nè. Có rau luôn, ghê. Rau má. Rau má.
Có trứng gà nè. Trời ơi có bánh. À mua bánh làm gì, ăn có đỡ đói hơn không? Quêu. Quêu quêu bánh. Có mì gói, có mì hảo hảo. Rồi. Có chai nước suối nữa. Với cái này thì chị nấu món cơm chiên trứng ăn với xì dầu thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi về doanh trại của mình để mình tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ nha. Rồi đây cái này để chị bưng. Rồi cái này bạn mỗi bạn tự bưng đi sao chị bưng được. Rồi. Ừ. Nặng lắm đó nha. Nè bạn nào gánh phụ Will nè. Hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên rồi. Giờ thì lên xe để về đến doanh trại lớn khôn thế nào. Cơm mà chủ doanh trại đã chuẩn bị cho các em. Và bây giờ các em hãy cùng nhau tự thưởng thức món ăn của mình và sẽ cùng nhau giúp đỡ lẫn nhau để có thể ăn được những món ăn này. Bây giờ chị Việt Thi sẽ đi làm công việc một tí xíu. Sau khi ăn xong thì chị sẽ quay lại các em đồng ý không? Bye bye. Vì đến nơi khá trễ nên bữa ăn đầu tiên sẽ do các cô chú ekip chiêu đãi. Và xem ra ai cũng ăn rất ngon lành. Ủa sao mặt cọc vậy? Ủa đẹp quá vậy. Đó giống như mình đang hơi lung lay rồi đó. Wow 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 wow. Gió lớn rồi kìa, gió lớn rồi kìa. Đi. Chưa chúng ta hết. Nhưng em hạnh phúc nè. Ôi lê biết trên nước. Ủa mình đi nhà nào vậy? Mình đi nhà nào thì xí nữa mình biết. Trời ơi, với mấy khu này là mũi không nha. Lui ơi, Lui ơi, không phải nhà đó em ơi. Ờ, đây là doanh trại nên là đi hơi khổ nha em. Hơi khổ. Có kinh nghiệm. Không thể nào là doanh trại sướng như vậy được đâu. Doanh trại lớn sướng là doanh trại lớn lên rồi sướng cho nha. Không phải là các anh chị đến mùi đời trước nên là em mới chia sẻ lại. Đúng rồi, người ta là đó. Được giảm kìa. Đi mau lên, sắp mưa nè Bảo ơi. Trời sắp mưa rồi. Đi nè. Mưa rồi nè, mưa rồi nè. Rồi bước luôn. Ok. Wow mình ơi. Ui, wow. Wow. Đêm nay tất cả sẽ nghỉ tại dãy nhà chung và chỉ có duy nhất một người sẽ được nhận phần thưởng là căn phòng riêng với đầy đủ tiện nghi và máy lạnh. Chỉ có một thông báo rất là quan trọng dành cho các em. Tối đêm nay thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở căn phòng này. Nhưng mà sáng nay như chị nói thì bạn nào tìm được nhiều mảnh ghép nhất, bạn đó sẽ có một đặc quyền rất là đặc biệt. Và người chiến thắng ở nhiệm vụ đầu tiên chính là Will. Là căn phòng đó là sẽ nằm ở phía bên kia kìa, tuốt ở phía bên kia. Bạn nó sẽ ngủ một mình. Còn các bạn còn lại sẽ ngủ ở một căn phòng này. Rất là dễ thương, cực kỳ dễ thương luôn. Có máy lạnh nè và có... Nói chung là rất là tiện nghi. Hoàn toàn cực kỳ tiện nghi luôn. Thì... Còn các bạn còn lại sẽ ngủ ở hai căn phòng này. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi nghỉ ngơi. Tuy rất hào hứng nhận phần thưởng nhưng vẫn không quên nhiệm vụ làm ăn. Nên Will đã quyết định nhờ cậy vào Bối Bối. Bối Bối ra đây. Bây giờ Bối chỉ luôn. Đáng lẽ phải cho Lùi đi theo ngủ chung luôn ha. Rồi vậy thôi tôi đi. Tại vì những hành trình trước các bạn đã quá khổ cực rồi cho nên là bây giờ phải hưởng thụ vậy chứ hưởng thụ một mình thôi. Theo ơi, mũi nhỏ. Tự nhiên cái hơi xông vành. Đi thở nhà một mình. Anh thấn hở ghê. Theo hở. Ướt nhật của tiêu à. Mới lạnh nữa chứ. Có khi nào chương trình chơi một cú chít gì đó mở ra một cái không như là mơ luôn. Baby. Wow, đẹp quá. Đẹp nha, dễ thương nha. Xịn sò dữ. Xịn sò dữ. À xịn sò nha. Wow. Đẹp, dễ thương, gọn gàng.
khoái mới lạnh, mới đến hết khoái mới lạnh. Đã ta. Wow, tôi đến fan quá trời lúc này à. Cái gì cơ ạ? Tôi đến fan quá trời luôn. Phải xịt đồ, đồ xoay nó quá đã. Chuẩn con bà bảy. Quá đã. Chuẩn con bà bảy. Tuyệt vời. Ở đây một mình hơi chiến nhưng ok lúc đằng sau. Ở đây khu nhỏ dành cho một chị đúng rồi. Bảy người ở đây đâu có chỗ ở đâu. Wow, tuyệt vời. Ở đây hơi chán ta. Không sao, phải tìm chầu. Anh chàng đã rất tận hưởng phần thưởng này. Nhưng chỉ một lúc sau. Ước gì vậy? Mấy bạn nó qua đây chơi. Wow. Tức ghê, dắt lùi theo tức ghê á. Nhớ rồi. Suy nghĩ. Còn cái gì? Cũng kì rồi. Các vị khách mời của chúng ta hãy đoán thử xem à. Bây giờ thì chị có một cái game nha. Đúng rồi, hôm bữa giờ không có chơi game, bữa nay chơi game nè. Bây giờ chị sẽ ra một cái câu đố. Nếu như các bạn trả lời trúng thì các bạn sẽ được một phần thưởng, đó là một món ăn. Giờ này là đói bụng rồi đúng không? Dạ. Vậy thì theo các bạn, Will sẽ ở lại hay là Will đi về nhà bên kia chung với lại các bạn? Ước gì, em thích cái câu đó là ước gì các bạn còn lại cũng ở đây. Có nghĩa là bạn cái tính con nít là tuy là ham chơi thôi, nhưng mà cuối cùng vẫn lại là cái tốt nó bộc lộ ra. Nghĩa là em nghĩ là Will sẽ quay về với các bạn. Em nghĩ là như vậy, chắc chắn luôn. Theo em thì, nhưng mà thứ nhất là trẻ con mà, nó chơi một lúc nhưng mà nó tận hưởng một cái gì đó một lúc mà nó lại nhớ bạn thì nó vẫn phải về với đấy. Em không biết diễn tả như nào nhưng mà em có một cái linh cảm là Will sẽ quay trở về với các bạn của mình. Thế là còn Will lớn? Em đang có khoảng 70% là em nghĩ là nhỏ không về đó. Lý do? Em thấy bé cũng đi cả ngày rồi, nhưng khi mệt rồi. Ăn xong thì thường ăn xong buồn ngủ lắm. Ăn xong tới giờ ngủ, thường nít là ăn xong tới giờ ngủ. Một người ăn hay nhiều người ăn ạ? À? Cũng nhiều người ăn em ơi. Bật mí luôn. Dạ. Đó là một phần mì Hảo Hảo sushi. Hảo Hảo sushi là sao ta? Đúng là rồi, cái mì nó cuốn hả? Mì sẽ cuốn với cơm. Rồi sau đó là sẽ quấn trong biển. Hấp dẫn quá. Em bây giờ chưa bao giờ. Thì câu trả lời của em là đây. Theo như mọi người cũng biết là bạn Will nhỏ có một cái tính, tức là cái tính lạnh lùng. Tôi rất lớn. Nhưng nói đi cũng phải nghĩ lại, cái số trước mà em xem á thì bạn Will là một người rất tình cảm. Nên là không thể nói là một cái căn phòng này bạn Will sẽ tự enjoy một mình được. Bạn Will nhỏ sẽ về chơi với các bạn. Vậy là chúng ta có 3 đáp án là về. Còn một đáp án của Will lớn là không về. Rồi bây giờ thì chúng ta hãy theo dõi xem Will về hay không về nha. Đi rồi. Trời mưa con ơi. Mưa bệnh đó. Có cái giúp là chuẩn bị sẵn. Yeah. Trời còn sáng nha mọi người, nhiều khi về chơi thôi. Suy nghĩ nữa. Sao? Trời ơi, còn lưỡng lự nữa kìa. Bệnh có vui không ta? Bệnh có vui không ta? Qua bệnh coi thử. Không được, ở đây một người vui hơn. Không, qua thử đại ta. Qua thử đại kìa. Sáu là phải có chia sẻ. Chữ quy quý nghĩa là chia sẻ. Wow. Chú Will quý nghĩa là chia sẻ. Chú Will nghĩa là chia sẻ. Không biết tên con à? Con biết tên. Will quý nghĩa là chia sẻ. Ôi, quá chia sẻ. Trước khi mình bình luận thì mình ăn đi chứ. Rất là không sao các bạn à? Anh giảm cân đi đứa ơi. Chào cho chúng ta luôn đi. Chứ mà hả, cứ để như vậy rất là khó chịu. Đúng không? Đúng không biên tập ơi? Đúng rồi. Ăn đi. Ăn. Thôi bây giờ trước khi mà chúng ta ăn á thì chị sẽ xin được kết thúc lại cái tập này. Và thật sự là bây giờ chị đang có một cái câu hỏi rất rất lớn ở trong đầu. Đó là không biết chừng nào mà Louis con chị có thể nói chuyện được với lại các anh chị. Thôi thì bây giờ xin được khép lại tập đầu tiên của hành trình ở Bến Tre này. Và mong quý vị khán giả hãy tiếp tục theo dõi những cái diễn biến tiếp theo ở tập mà phát sóng sau, được phát sóng vào lúc 20:30 trên kênh HTV7 vào thứ hai tuần sau. Chương trình được sự đồng hành của nhãn hàng Hảo Hảo.
một sản phẩm thuộc công ty cổ phần Ace Cook Việt Nam. Và bây giờ thì chúng ta hãy ăn phần thưởng của chúng ta nào. Không sao, chúc anh Will vui. Ủa, Will sao chưa về nữa? Chưa về em, em. Chưa nghe em nói ơi. Anh mệt phải không? Trời, lửa trại. Đây, chúng ta ăn với lửa trại nha. Ăn đi nữa. Chị nghĩ chị là lớn nhất cho nên là chị sẽ ăn. Nói chứ nhiều lắm. À, đây là mì hảo hảo sushi. Mọi người cứ ăn đi, em cô đọc bên lửa trại thôi. À, em rủ thằng bé mùa đông này nè, em chị thấy nó hơi lạnh đó. Ôi, có tôm nữa nè. Ăn đi em, ăn đi em. Chị ăn nhớ. Ngon quá. Không, mà công nhận là từ ngày mà tham gia chương trình này em phát hiện bao nhiêu thứ, bao nhiêu món ăn được làm ra từ mì luôn á. Chào tạm biệt. Bye bye mọi người. Bye bye em ơi, em ăn quá. Ủa, còn quay hả? Ace Cook.